Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn nha. Bây giờ em mình sẽ vẽ một cái mẫu cho cô khách này ngày hôm nay đây. Bây giờ em mình sẽ đi màu trắng ha, ở cạnh này em mình đi lên. Rồi các bạn thấy cái line nó khơi lên tròn không? Rồi em mình đi đây một cái giống như cái nhị. Ở đây em mình đi những cái line nhỏ nè các bạn, kéo từ từ cho nó nhọn ra. Rồi bây giờ em mình sẽ đi bên đây một cái line. Cho nó khơi các bạn thấy không? Rồi ở đây mình đi một cái nhị nhỏ dưới đây, những cái like đây, rồi đây mình đi những cái like nhỏ ra nè. Rồi bây giờ em mình sẽ cho kim tuyến vào cái khoảng giữa này nha các bạn. Rồi khoảng giữa kim tuyến vô đây. Rồi bây giờ em mình sẽ cho một tí xíu màu trắng lên nữa, màu trắng để mình vẽ cái cọ bản đó các bạn. Em mình bỏ ra một chút xíu cho cái dĩ nè. Rồi em mình sẽ chấm những cái chấm nhỏ nha. Rồi em mình chấm đây, em mình chấm từ trong đây mình chấm ra nè đó, các bạn thấy không? Rồi ở bên đây em mình bỏ thêm ba chấm nè, ba bốn chấm gì tùy mình. Rồi thì các bạn thấy em mình đã xong một cái ngón bên đây cho cô khách. Rồi bây giờ em mình bỏ xuống, em mình cho hơi nha các bạn. Can you put your hand down? Yes. Rồi em mình cho hơi. Rồi bây giờ em mình sẽ vẽ bên đây. Bên đây là em mình sẽ đi mé hướng bên đây nha các bạn. Nói em mình đi bên đây, em mình đi. Các bạn thấy cái đầu cọ em mình đi không, nó tròn vô. Rồi đây em mình đi một cái lằn nhỏ bên ngoài này. Trong đây em mình đi hai cái kết lại cho nó tròn nè, một cái đường. Rồi hai cái đường. Rồi em mình sẽ vẽ những cái lai nhỏ đây, hai ba cái gì đó các bạn. Rồi mé bên đây thì em mình sẽ đi một cái đường tròn đây rồi. Rồi đây một cái vòng tròn ở đây nha. Đó, hai cái mình kéo lại nó như cái cánh vậy đó. Rồi đây những cái đường lai nhỏ nhỏ mình kéo ra nè các bạn, tua tủa ra. Rồi bây giờ em mình sẽ cho những cái chấm trắng vô đây luôn. Ở đây em mình sẽ chấm vài chấm trắng nè. Rồi em mình sẽ cho kim tuyến vô ngay giữa chút xíu, ngay chỗ hai cái trắng mình bầu lại nè các bạn, một chút xíu đây đó. Rồi là em mình đã hoàn thành xong rồi đó các bạn. Đó cái mẫu vẽ lai nè các bạn, coi hai ngón em mình để vô gần cho các bạn coi nha. Cái em này vẽ là hai ngón phải có sự đối chiếu nhau, các bạn thấy không? Rất là đơn giản, nhanh gọn nữa. Rồi bây giờ em này sẽ cho hai cái tay bên đây cho nó khô. Cho em này phải make sure là cái nước sơn vẽ nó khô trước khi em này bỏ cái nước bấm lên đó các bạn. Bây giờ cái bước cuối cùng là em này sẽ bỏ nước bấm lên tay của khách này nha. Đây là ngón này nó không phải vẽ đây. Như em này bỏ ngón vẽ nè các bạn thấy không? Em mì quẹt là cái nước sơn nó đã khô, nó không có bị lem gì nữa. Em mì cover rồi móng. Các bạn thấy những cái màu như vậy mình vẽ màu đen, màu trắng với kim tím rất là nổi. Thường khi thông thường em mì dùng màu đen với màu trắng để vẽ cho tất cả các màu các bạn. Rồi bây giờ em mì xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Các bạn mà yêu mến em mì, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mì nha các bạn, để các bạn không có bỏ lỡ những cái video mới của em mì. Em mình xin chúc các bạn một cuối ngày, một tuần thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Em mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn.